Thưa quý vị, Gary Love Ino, đối tượng có tên trong danh sách truy nã quốc tế, đã luồn lách tàu thoát qua các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Campuchia, Lào. Tuy nhiên, khi đến Việt Nam, đối tượng này đã bị tóm gọn. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 27 tháng 5, đối tượng Gary Love Ino có quốc tịch Nga, sử dụng hộ chiếu số 752-645-715 khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam. Cán bộ thủ tục trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hoài nghi đối tượng, đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra, xác minh và phát hiện Gary Love Ino đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế vì hành vi tàn trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Chỉ qua vài giờ đồng hồ, thân phận của đối tượng được bóc tách và chuyển giao cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo pháp luật. Sự phản ứng nhanh, chuyên nghiệp của lực lượng làm công tác an ninh của Việt Nam đã cho thấy lực lượng chức năng Việt Nam rất giỏi trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, dù là tội phạm quốc tế ngụy trang và dở thủ đoạn thế nào cũng khó qua mặt được. Thưa quý vị, việc Việt Nam vừa bắt được tội phạm truy nã quốc tế liên quan đến ma túy đã phần nào cho thấy sự đóng góp thiết thực của Việt Nam vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Đây là minh chứng sống động, lý giải không phải ngẫu nhiên mà Liên Hợp Quốc đánh giá cao Việt Nam trong công tác siết chặt tội phạm, đặc biệt trong công tác phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia. Cụ thể, để đảm bảo được an ninh cho quốc gia, cuộc sống bình yên cho người dân và chung tay đẩy lùi tội phạm, lực lượng an ninh Việt Nam, cụ thể là Bộ Công an, luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác an ninh với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Chưa đầy 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Công an Việt Nam đã thực hiện ký kết hàng loạt văn bản hợp tác. Điển hình trong chuyến thăm Myanmar vào tháng 2 năm 2019, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar đã ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hiệp định giữa chính phủ hai nước trong lĩnh vực phòng chống tội phạm. Tại Việt Nam, khi tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào đến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vi Lai Lạc Khăm Phòng cũng đã ký kết kế hoạch hợp tác an ninh năm 2019 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Gần nhất là trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2019, hội đàm trực tiếp với Ngài David Bekoski, quyền Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao đổi rất nhiều kết quả của việc hai bên đã tích cực phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, truy bắt, dẫn giải, tiếp nhận đối tượng truy nã, bảo đảm yêu cầu luật pháp quốc tế và của mọi nước. Trước đó, khi thăm và làm việc tại Vương quốc Anh vào cuối năm 2018, Bộ trưởng Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ngài Sajid Javid, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh. Và Bộ Nội vụ Anh đã thống nhất hai nước sẽ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu các lĩnh vực phòng chống tội phạm mua bán người, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đấu tranh phòng chống buôn bán động vật hoang dã và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh. Như vậy, với việc đào tạo xây dựng lực lượng an ninh giỏi về nghiệp vụ và đẩy mạnh thiết lập ngoại giao phối hợp với bạn bè quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đó chính là một trong những nền tảng giúp Bộ Công an Việt Nam bảo vệ đất nước, đem lại cuộc sống bình yên cho dân dân và chung tay vì hòa bình, an ninh toàn cầu.